em được một cơ thể hoàn mỹ, không phải là con người, nhưng có khả năng chiến đấu rất cao. Nào, chuẩn bị tiếp nhận cái thứ sức mạnh mà ta sẽ ban cho ngươi và trở thành thuộc hạ để phục tùng ta. Nhận lấy nè. Đông quá, đông quá. Được, được. Thật, thật dễ chịu. Trời, trời đất ơi. Sao, sao người mình kỳ quái thế này? Mình là một bộ xương, trên đầu của mình còn xuất hiện nhiều cái lơ nữa. Rốt cuộc, mình là ai? Mình là ai? Mình đến từ nơi nào nữa chứ? Sao, sao mình không nhớ gì hết? Đầu của mình trống rỗng. À, cái gì nữa đây? Chết tiệt, mau tránh xa tao ra. Đừng cần thu bốn chương này. Mình có thể tạo ra lửa, giết chết bọn chúng. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Nếu người muốn biết mình là ai thì hãy đi về phía trước, leo lên một chiếc xe máy. Nó sẽ dẫn người tới một nơi rất đặc biệt để cho người biết về quá khứ của mình. Ai đang nói vậy? Mau hiện thân ra đi. Người biết về quá khứ, biết ta là ai đúng không? Làm ơn, hãy trả lời ta đi. Chết tiệt. Hắn không lẽ đã biến mất lại rồi? Không được. Hồi nãy hắn nói phía trước có một chiếc xe máy. Đằng kia. Không lẽ chiếc xe máy này có thể cử động, dẫn mình tới một nơi nào đó để mình biết về quá khứ của mình hay sao? Được rồi, mình sẽ leo lên nó. Trời đất ơi, sao nó bốc đầy lửa thế này? Từ từ thôi, ta sợ tốc độ lắm. Chết tiệt, cuối cùng nó cũng đã dừng lại rồi. Ở đây lại là ở đâu nữa vậy? Người đưa ta tới đây để làm gì chứ? Sao không thấy ai hết thế này? Ồ, tiếng của con vật gì vậy? Sao nghe rợn cả óc cả tai thế kìa? Chết tiệt, thứ này là thứ gì vậy? Trời đất ơi, nó đang lao thẳng vào người của mình. Không phải rồi, chạy lại thượng sách, bỡ người ta, cứu tôi với. Đừng chạy, hãy quay lại, giết chết thứ súc sinh đó cho ta đi. Cái gì chứ, giết chết đó à? Được, thứ bẩn thỉu, gớm ghiếc đây. Nếu không ra tay, thì nó sẽ làm hại người khác mất. Mẹ kiếp, nó nhanh quá, nó mạnh quá. Dường như năng lực lửa của tôi không làm gì được đó. Đây, bọn ngươi đang cãi ngứa cho nó à? Ta đã ban cho ngươi sức mạnh lửa địa ngục. Hãy dùng toàn bộ khả năng của mình để đốt cháy nó đi. Lửa của ngươi nóng hơn lửa của nó gấp trăm ngàn lần đó. Ta biết rồi. Nhưng mà Thứ súc sinh này đã làm gì ngươi? Tại sao ngươi lại muốn ta giết chết nó? Có phải nó đã hãm hại người khác không? Trước đây nó rất ngoan, rất nghe lời ta. Nhưng dạo gần đây nó dở chứng, dập phản bội ta, thì nó phải nhận cái chết. Ta giết được nó rồi. Người hãy mau cho ta biết ta rốt cuộc là ai. Hay lắm, ta không nhìn nhầm người. Ta sẽ ban cho người thêm một món quà. Nhận lấy đi. Ta rốt cuộc là ai? Người chính là Spider-Man. Cái gì? Ta là Spider-Man? Người lo hay sao? Ta từ đâu đến? Ta có họ hàng đồng lõa gì không? Nếu người muốn biết thêm thì phải làm cho ta một số việc. Nào, bây giờ hãy đến thế giới của con người, giết bọn chúng đi. Con người à? Tại sao phải giết họ? Họ đã làm gì làm lỗi với ngươi? Ngươi đừng có lắm lời. Nào, hãy tiến tới chỗ của con quái thú vừa mới giết lúc nãy, sử dụng năng lực lửa ma tốc độ mà ta đã ban cho ngươi, điều khiển nó di chuyển tới thế giới của nhân loại, giết sạch bọn chúng cho ta. Được rồi. Nhưng nếu tôi làm xong, ông nhất định phải cho tôi biết đồng loại, quê hương, gia đình của tôi đang ở đâu. Tất nhiên rồi, ta sẽ cho ngươi biết tất cả. Nào, hãy ra tay với bọn chúng đi, nhanh lên, ta không thể chờ đợi phút giây nào được nữa rồi.
Đây là con người, nhưng ta thấy bọn họ vô hại, tay không tất sắc, tại sao phải tàn sát họ chứ? Rốt cuộc họ đã gây ra lỗi làm gì với ngươi? Mau ra tay đi, ta sẽ nói đồng loại quê hương của ngươi đang ở đâu. Linh hồn của họ bị thứ gì hút vậy? Đã quá, sáng khoái quá. Chết tiệt, không lẽ là ngươi? Mau tiếp tục đi, sao ngươi đứt khựng lại làm gì vậy? Không, ta sẽ không để ngươi lợi dụng nữa đâu. Ta không hại sinh vật khác để bắt linh hồn đó cho ngươi hút vào ngươi. Không. Mẹ kiếp, tên Speakerman ma tốc độ kia, to gan dám phản bội ta. Hay lắm, con cái của ta đâu? Mau hiện thân lên trần gian, giết chết hắn cho ta. Mẹ kiếp, tại sao những chiếc hộp sắt của con người lại cứ bắn vào người của mình thế này? Chết đi tên phản bội, ta sẽ điều khiển tất cả ô tô bóp nát ngươi. Cái quái quỷ gì thế kia? Có một người phụ nữ lơ lửng người đây rất lửa đang điều khiển những cái hộp sắt bắn vào người mình. Thì ra chính mụ ta đã gây ra chuyện này. Không lẽ mụ ta chính là con gái của cái tên khốn kiếp có giọng nói đặc biệt đó? Tên phản bội, người có phúc mà không biết hả? Được cha ta là thần địa ngục ban cho ngươi sức mạnh của ba tốc độ để ngươi phục tùng ông ấy mà ngươi không biết hả? Bây giờ ta sẽ thay mặt cha ta lấy lại tất cả từ ngươi. Không dễ dàng như vậy đâu. Hãy nhận lấy sự phản đòn của ta nè. Chết đi, lũ chết tiệt. Các ngươi đúng là một lũ ác quỷ. Cuối cùng cũng giết chết được bố ta. Thì ra chính ngươi là thần địa ngục. Ngươi ban cho ta sức mạnh gọi là ma tốc độ để lợi dụng ta làm việc xấu. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Ta lại bất cẩn nữa rồi, lại để ngươi thoát khỏi sự khống chế của ta giống như những tên ma tốc độ trước đây. Được rồi, bây giờ ta sẽ thu hồi lại thứ sức mạnh này. Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi. Thì ra ngươi chính là thần địa ngục. Không, đừng. Ta biết lỗi rồi. Ta chỉ muốn biết ta là ai, gia đình đồng loại của ta ở đâu. Lập ơn tha cho ta đi, hãy để ta quay về. Người chính là Titan Speakerman. Trước đây người từng rất khổng lồ, người rất anh dũng, chiến đấu với rất nhiều loại quái vật, trong đó có loại Toleski Midi. Nhưng đã có một cuộc nội chiến giữa các Titan xảy ra, khiến người bị mất mạng. Con cháu của người tại thế giới Skibidi Titan cũng không ai còn sống sót. Cái gì? Thì ra đó là hoàn cảnh của tôi hay sao? Không, tôi biết lỗi rồi. Hãy cho tôi một cơ hội, hãy để tôi trở thành trạng thái ban đầu, trở thành một Titan. Tôi sẽ phục tùng ngay. Tôi sẽ giết hết tất cả con người ở thế giới này để cho ngài hút linh hồn. Ồ, nghe hấp dẫn đó. Được, vậy thì hãy trở lại trạng thái Titan Speakerman của ngươi đi. Hay quá. Wow, năng lực ma tốc độ khi ở trạng thái Titan cũng hóa sang màu xanh lá cây mạnh mẽ. Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi một thanh kiếm địa ngục khổng lồ. Nào, bắt đầu tàn sát nhân loại cho ta. Được, lời hứa gì chứ? Tình thần địa ngục khổ kiếm, ta sẽ giết chết ngươi luôn. Thứ độc ác cho ngươi, không cần phải giữ lại. Wow, cái quái quỷ gì vậy? Mẹ kiếp, ngươi dám qua mặt ta một lần nữa, coi ta là một con lừa. Ngươi khổng lồ nham thạch địa ngục, hãy trôi lên trần gian này, giết chết thứ tay tạch Smith comment kia cho ta. Gì vậy? Chết tiệt, là con người khổng lồ, người đầy lửa dung nham hay sao? Mẹ kiếp, gài! Nào, lũ người khổng lồ dung nham, nghiền nát nó cho tao, đánh cho nó chết không toàn thây.
Mẹ kiếp, 3-1 à. Nhưng đừng nghĩ ta đơn giản. Ta là Titan Speakerman, đồng thời ta có sức mạnh ma tốc độ nữa. Lần này ta phải sử dụng một khả năng gì đó liên quan tới lửa để đốt cháy hết các ngươi. Lửa của các ngươi không nóng qua lửa của ta được đâu. Thành công rồi, thành công rồi. Chết hết đi, lũ chết tiệt. Không, không thể nào. Titan Speakerman, ngươi hãy đợi đây. Mặc kệ tinh thần địa ngục đó, việc quan trọng của mình có quay về quê nhà, quay về thế giới Skibidi Titan.